Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã có thông báo kết luận giám định liên quan vụ bé trai 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, gọi tắt Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu xác định nguyên nhân bé trai tử vong là do chết lưu, khả năng do biến chứng của đái tháo đường thai kỳ. Thông báo kết luận này cũng được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp và người tố giác vụ việc. Trước đó, ngày 21 tháng 8, anh H, 37 tuổi, chồng của sản phụ T, đưa vợ mang thai 34 tuần vào Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ để kiểm tra sức khỏe. Lúc đó, sản phụ bị nôn ói. Bác sĩ đã thực hiện các bước như đo huyết áp, siêu âm thai nhi, siêu âm tim. Sau đó, bác sĩ thông báo sản phụ có thể về nhà hoặc ở lại để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, hai vợ chồng chọn ở lại bệnh viện. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị T được chuyển lên khoa sản nghỉ ngơi. Cũng theo anh H, từ 23 giờ ngày 21 tháng 8 đến khoảng 3 giờ ngày 22 tháng 8, tình trạng nôn ói không thuyên giảm. Chị T được truyền nước, thở oxy, siêu âm. Sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận không có tim thai. Sau đó, bác sĩ bệnh viện đề nghị anh H ký vào hồ sơ xác nhận tình trạng bệnh của vợ anh để tiến hành phẫu thuật và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, thai nhi tử vong.